Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục VTC Pokemon mỗi tuần, nơi sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VTC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra những phong cách chiến đấu cho các Pokemon mà các bạn yêu thích. Nếu là một fan Pokemon đã lâu, chắc các bạn sẽ biết đến huyền thoại Thaltrio ở vùng đất Unova, là truyền thuyết về ba con rồng hùng mạnh ở vùng đất này. Trong câu chuyện đó đã kể về một con rồng huyền thoại bị tách ra làm ba phần riêng biệt và trở thành ba cá thể tồn tại độc lập. Trong đó thì Reshiram đại diện cho chân lý và sự thật, còn Zekrom đại diện cho lý tưởng và sự công bằng. Cuối cùng thì phần vỏ còn lại của con rồng huyền thoại năm xưa đã trở thành Kyurem, được xem như đại diện cho sự lạnh lùng và tàn độc. Và nhân vật chính mà chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay đó chính là Kyurem, con rồng được coi như là mạnh nhất trong bộ ba rồng huyền thoại của Unova. Kyurem được biết tới là có sức mạnh có thể hợp nhất với hai con rồng còn lại, mang tới một hình dạng mới và sức mạnh cũng tăng vượt trội cho bản thân. Một trong hai hình dạng đó là Wild Kyurem, Pokemon được kết hợp giữa Kyurem và Reshiram. Vậy sức mạnh của nó bao gồm những gì? Hãy cùng tụi mình tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Tổng quan về sức mạnh. Wild Kyurem mang trong mình một phần sức mạnh của con rồng huyền thoại năm xưa. Không quá bất ngờ về sức công phá và hủy diệt của Pokemon này. Ở đây thì điểm mạnh của Wild Kyurem được thể hiện rõ qua chỉ số tấn công đặc biệt là 170, cùng với tất cả chỉ số còn lại đều nằm ở mức khá trở lên. Sinh lực là 125, cho phép nó có khả năng chống chịu khá là tốt, tạo nên sự cân bằng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm khi xuất hiện trên sân đấu. Đặc tính Turbo Blaze khiến các đòn tấn công hiệu ứng của Pokemon này sẽ bỏ qua một số như đặc tính của các Pokemon khác. Khả năng này ảnh hưởng lên mỗi Pokemon trên sân đấu. Những đặc tính mà Pokemon này có thể bỏ qua khi tấn công, tụi mình sẽ liệt kê ở phần bên dưới mô tả, bởi vì đó là một danh sách khá là dài. Nhờ đó mà Kyurem có thể mặc kệ một số ability rất khó chịu từ đối thủ, giúp hỗ trợ khả năng tấn công của Pokemon này hơn. Về hệ của Pokemon thì mang trong mình song hệ rồng và băng. Song hệ này giúp cho Kyurem giảm được sát thương từ các hệ như là nước, cỏ và điện, nhưng lại bị khắc chế bởi khá nhiều hệ thông dụng, trong đó có giác đấu, đá, rồng, sắt và tiên. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon, điểm mạnh dễ thấy nhất của Wild Kyurem đó chính là chỉ số tấn công đặc biệt rất cao, giúp cho những đòn tấn công của Pokemon này gây ra sức công phá rất lớn và có thể dứt điểm đối thủ một cách nhanh chóng. Điểm yếu của Pokemon này thì sẽ là về hệ của nó, khi bị khắc chế khá nhiều, làm cho việc trụ sân trở nên rất khó khăn khi gặp những đối thủ nhanh hơn và mạnh hơn. Đặc biệt là thủ vật lý chỉ có 90 điểm, so với một Pokemon huyền thoại thì nó sẽ rất dè chừng trước các đòn tấn công vật lý đến từ các Pokemon hệ giác đấu, đá và rồng. Nhưng ở gen 9 thì điểm yếu này cũng đã có thể khắc phục được nhờ bằng cơ chế Terra, và cộng thêm việc trời tuyết sẽ giúp cho nó tăng thêm 50% khả năng thủ vật lý cho các Pokemon hệ băng, nên điểm yếu của Wild Kyurem gần như đã được khắc phục hoàn toàn. Về lối chơi và chiến thuật xoay quanh, với những khả năng của Wild Kyurem, chúng tớ sẽ đưa ra chiến thuật như sau. Wild Kyurem sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công đặc biệt chính trong đội hình và đi cùng với những đồng đội có thể hỗ trợ tạo thời tuyết, cũng như là có thể tăng tốc độ và dựng tường bảo vệ cho toàn đồng minh. Với chiến thuật này, chúng ta sẽ để các Pokemon khác ra sân trước để set up thời tiết, cũng như là tạo lợi thế trên sân cho đồng minh và thăm dò xem đối thủ sẽ sử dụng những Pokemon nào. Sau đó đảo Pokemon hợp lý giúp Wild Kyurem ra sân và càng với đối thủ. Điểm yếu của chiến thuật là một Pokemon được xây dựng chiến thuật khai thác lợi ích từ thời tiết, nên để hạ gục Wild Kyurem dễ dàng thì chỉ cần đè thời tiết tuyết rơi bằng một loại thời tiết khác và ngăn chặn các chiêu setup có lợi cho đối thủ thì đã có thể giảm đáng kể khả năng phòng thủ và chống chịu của Wild Kyurem. Về việc xây dựng sức mạnh ở mảng EV, chúng ta sẽ nâng tất cả vào chỉ số tấn công đặc biệt và tốc độ để tối ưu hóa đầu ra sát thương, cũng như là nắm phần tốc độ đánh trước những Pokemon khác. Ở phần IV, ở mảng này thì chúng ta chỉ cần nâng tất cả chỉ số trừ mảng tấn công vật lý ra để tránh bị thương từ Confuse hoặc là bị tấn công bởi chiêu Foul Play. Về tính cách thì Modest tăng 10% tấn công đặc biệt và trừ 10% tấn công vật lý sẽ là đặc tính tốt nhất để tối ưu sát thương khổng lồ của Wild Kyurem. Hoặc là tính cách Timid để tăng 10% tốc độ và giảm 10% công vật lý sẽ là đặc tính giúp tối đa tốc độ cho nó và đảm bảo khả năng ra đòn nhanh. Nhờ có công đặc biệt cực cao nên ta sẽ vô tư hơn trong việc đầu tư tốc độ. Về trang bị thì Choice Cap giúp tăng 50% tốc độ của Pokemon trong các trường hợp gặp phải đối thủ có tốc độ cao hơn. Việc này giúp cho Wild Kyurem ra đòn trước cả Shadow Rider Calyrex, nhưng bù lại nó sẽ chỉ sử dụng được một chiêu duy nhất mỗi lần xuất hiện trên sân đấu. Hoặc là trang bị Life Orb giúp tăng thêm 30% sát thương cho các đòn đánh, nhưng đổi lại mỗi khi ra đòn tấn công, Pokemon sẽ bị mất đi 1 phần 16 HP. Lựa chọn này thì tùy vào độ chịu chơi của nhà huấn luyện. Chiêu thức thì Blizzard
sẽ là chiêu tấn công chính để đánh nhiều mục tiêu khi đang trong trời tuyết. Chiêu này cũng sẽ có khả năng khống chế đóng băng đối thủ để tạo thêm lợi thế cho đồng minh. Free Try sẽ là chiêu thức dùng để đối đầu với những Pokemon hệ nước, cũng như là tăng thêm khả năng sát thương bao phủ hệ cho Wakuram. Earth Power và Fusion Flare là những chiêu thức dùng để đối đầu các khắc tinh của Wakuram và cũng mở rộng phạm vi chiêu thức phủ sóng lên các hệ như là độc, điện, bọ, cỏ và băng. Về phần đồng đội đi cùng, qua những thông tin trên, ta có thể thấy rõ những điểm yếu cần phải hỗ trợ cho Wakuram, nên sau đây là những đồng đội hỗ trợ phù hợp nhất với Pokemon này. Alolan Ninetales với khả năng tạo ra tuyết rơi khi ra sân đấu, cũng như là dựng tường chắn có lợi cho đồng minh và bản thân. Ngay khi ra sân thì trời tuyết cũng đã làm tăng thêm 50% thủ vật lý cho Wakuram, góp phần bù lại phần thủ vật lý có 90 của nó. Chiêu thức mang theo thì Aurora Veil giúp tạo tường chắn, tăng thêm 50% khả năng chống chịu ở cả hai mảng thủ vật lý và thủ đặc biệt, giúp hỗ trợ giảm sát thương mà đồng minh phải nhận. Disable giúp khóa các chiêu thức khắc chế đồng minh của đối thủ. Còn Tornadus sẽ đảm nhiệm vai trò tạo lợi thế tốc độ và tạo thời tiết tuyết rơi để đè lại những Pokemon set up thời tiết như là Kyogre, Pelipper hoặc là Groudon, và cũng có thể gây thêm khá sát thương cho đối thủ. Chiêu thức mang theo của nó nên là Snowscape giúp tạo ra tuyết rơi, Tailwind để tạo lợi thế về tốc độ cho đồng đội và bản thân. Indeedee sẽ là một Pokemon hỗ trợ khắc chế những chiêu thức ưu tiên nhờ đặc tính Psychic Surge của bản thân, chiêu Trick Room để xóa bỏ Trick Room của đối thủ, hoặc là dùng Trick Room khi đồng minh đang yếu thế về tốc độ đối với những đối thủ nhanh hơn. Follow Me giúp hút chiêu thức, chịu đòn thay cho đồng đội. Helping Hand tăng sức mạnh cho chiêu thức mà đồng đội sắp tung ra. Incineroar đóng vai trò tấn công vật lý chính cho đội hình, đồng thời là khống chế khó chịu bởi đặc tính Intimidate, cùng với các chiêu thức như là Fake Out gây choáng cho đối thủ, tạo kẽ hở cho đồng minh tấn công, hoặc là Parting Shot giảm một bậc tấn công vật lý và tấn công đặc biệt, sau đó đảo đồng đội ra sân. Rồi và tiếp theo là chúng ta sẽ thực hành chiến đấu để chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về Wakuram. Phía trước chúng ta đang là Smeargle và Heatran. Heatran thì là một Pokemon hệ lửa khá đáng sợ đối với một Pokemon hệ băng như là Ninetales, nên chúng ta sẽ Terra cho Ninetales ngay từ lúc đầu để chúng ta có thể có cơ hội sống sót và dựng tường bảo vệ Aurora Veil, mở đường sống cho cả đồng đội và Wakuram ở phía sau. Còn Smeargle là một Pokemon có thể học được tất cả các chiêu thức, kể cả là chiêu của Pokemon huyền thoại, cho nên nó là một mối đe dọa cũng xứng đáng để loại bỏ trong cái đấu trường này. Đúng như dự đoán thì khi chúng ta linh hoạt thay ra hình hệ nước cho Ninetales thì nó đã có thể sống sót và có thể dựng tường thành công. Ít ra thì nó còn có thể sống sót và thổi bão tuyết vào con Smeargle ở lượt sau. Họ đã rút Heatran về vì Heatran là đối trọng cực kỳ lớn đối với Wakuram, nên nó là điều kiện thắng của họ. Cho nên việc để dành Heatran cho giai đoạn cuối trận là một điều rất quan trọng. Indeedee đã bị chiêu Spore của Smeargle ru ngủ và có thể lượt sau nó sẽ ru ngủ luôn Ninetales. Có thể nói đây là một con Pokemon cực kỳ đặc biệt và cực kỳ phiền phức nếu nó ở đội đối thủ. Để không phải dính chiêu ru ngủ một lần nữa, chúng ta sẽ cho Golden Go ra trận. Vì Golden Go có đặc tính ngăn chặn tất cả các chiêu thức hiệu ứng nhắm vào nó, nên chiêu Spore của Smeargle sẽ vô tác dụng. Và đã đến lúc cho Wakuram xuất trận. Lúc này thì khả năng phòng thủ của Wakuram đã ở mức cực kỳ cao, nên nó có thể hoàn toàn yên tâm ra trận với hai đối thủ phía trước. Bên kia có vẻ đang định Terra cho Okopon. Nhờ vào tường bảo vệ Aurora Veil mà sát thương cũng không quá lớn. Và đúng như dự đoán thì chiêu Spore đã được vô hiệu hóa. Lúc này ở lượt sau chúng ta phải cố gắng xử lý Smeargle càng sớm càng tốt, chứ nếu không nó sẽ ru ngủ con Wakuram của chúng ta. Và đối trọng của Wakuram đã ra trận, vừa mang hệ lửa vừa mang hệ thép, cả hai hệ đều là khắc tinh với Wakuram.
Smeagol với trang bị Spoker Sash đã có thể sống sót qua một lượt. Và vì chúng ta đã bảo vệ được Wykurem, nên trộm vía là nó không bị ru ngủ. Lượt sau chỉ cần cho Golden Go tung một chiêu nữa là Smeagol có thể xử lý được. Vậy là mối đe dọa ru ngủ sẽ có thể bị loại bỏ. Smeagol hút sát thương về phía mình. Có vẻ đối thủ đang sợ con Wykurem của chúng ta sẽ sử dụng chiêu Earth Power và Heatran. Nhưng hơn là chúng ta đọc được. Lúc này thì việc xử lý Heatran là ưu tiên hàng đầu. Vì khả năng gây sát thương cũng như chống chịu của Heatran là khá cao. Nếu không có chi hệ đất thì khó mà có thể xử lý được nó. Bão tuyết cũng đã hết, nhưng Aurora Veil thì vẫn còn hoạt động, nên chúng ta vẫn có thể yên tâm về khả năng trụ sân của Wykurem. Nhưng mà trừ khi xử được con Heatran đã. Hai Pokemon cuối cùng của đối thủ cũng đã ra trận, và cũng là hai Pokemon có thể khắc chế được chiêu hệ băng. Lúc này thì chúng ta sẽ đảo Lightera để tiếp tục gọi trời tuyết, tăng khả năng chịu đựng cho Wykurem, cũng như là tường bảo vệ Aurora Veil cũng sắp hết tác dụng, nên nếu nó có thể sống sót thì nó sẽ có khả năng dựng thêm một lần tường bảo vệ nữa. Hên là Indeedee có khả năng chống chịu cũng khá tốt. Bây giờ bão tuyết đã lên, đã đến lúc chúng ta cho Wykurem ra trận, đối đầu với Heatran. May mắn là bên kia đang bảo vệ Heatran trong lượt này. Ogopon thì nhắm vào Ninetales đang mang hệ nước, nên chúng ta có một lượt free để cho Wykurem ra trận an toàn. Disable đã nhắm vào Ogopon và làm mất khả năng sử dụng chiêu Woodhammer hệ cỏ của nó. Lúc này thì chiêu Free Dry hệ băng sẽ là một khắc tinh đối với lại Ogopon hệ nước. Chiêu hệ lửa của Heatran lấy không quá nhiều máu của Wykurem vì tường Aurora Veil còn một lượt ở trên sân. Lượt này thì Ninetales vẫn còn sống nên vẫn có khả năng sử dụng tường Aurora Veil trở lại. Earth Power đã nhắm vào Ninetales. Cho dù nó có gục đi chăng nữa thì vai trò của nó đã sử dụng quá tốt rồi. Và thế là chúng ta đã dứt điểm được hai khắc tinh của Wykurem, cho thấy thì việc bảo vệ đồng minh và Terra một cách linh hoạt sẽ là mấu chốt để tạo nên đột biến khi gặp những con Pokemon khắc tinh. Không phải lúc nào chúng ta cũng phải cứng nhắc Terra cho Pokemon chủ lực làm gì. À, bên bển còn một Pokemon cuối cùng. Pokemon cuối cùng của họ đó là Fretterman, nhưng có vẻ nó sẽ không phải là mối đe dọa cho chúng ta, bởi vì chúng ta vẫn còn 3 con Pokemon khác. Tuy trời tuyết đã hết, nhưng chúng ta vẫn còn có khả năng xử lý con Fretterman này. Với khả năng hút chiêu của Indeedee thì việc này không phải là việc khó khăn lắm. Vì còn từ Aurora Veil nên chiêu hệ tiên cũng không mấy tác dụng đối với Wykurem. Indeedee đã tỉnh dậy và chiến thắng đã gần kề. Wow,
Vẫn còn sống sau chiêu Moonblast, khả năng trụ sân của IQ Ram đang được hỗ trợ quá tốt. Và trận đấu kết thúc. Tổng kết thì IQ Ram theo tụi mình đánh giá qua những thông tin trên sẽ là một Pokemon đóng vai trò tấn công đặc biệt tuyệt vời cho những nhà huấn luyện thích cái lạnh và đội hình băng giá. Với sức tấn công đặc biệt rất cao của mình, cũng không quá cầu kỳ trong đó đánh, thì IQ Ram có thể là mở đầu hoàn hảo cho các nhà huấn luyện mới và muốn bắt đầu với Pokemon huyền thoại này. Cũng qua những thông tin trên thì IQ Ram vẫn cần có những đồng đội tạo thêm cho bản thân lợi thế nhất định, nên tụi mình sẽ đánh giá 4.5 trên 5 sao cho những khả năng mà Pokemon này mang lại. Và ở trên là toàn bộ những thông tin mà tụi mình đưa ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon, cũng như là lối chơi của các Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường cùng với Pokemon này, giúp đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu còn có gì thiếu sót về Pokemon này thì hãy góp ý cho tụi mình ở phần bình luận bên dưới nha. Đừng quên là các nhà huấn luyện có thể đưa ra những Pokemon các bạn yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh những Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!